Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cây nước nóng lạnh Fujie VKD1500 UKR Hàn Quốc. Nhìn chung, VKD1500 UKR có thiết kế sang trọng, màu sắc trang nhã tinh tế, đi kèm theo máy có hướng dẫn sử dụng. Ngay sau đây, tôi sẽ giới thiệu với các bạn các bộ phận của cây nước nóng lạnh Fujie VKD1500 UKR. Máy gồm có các bộ phận: thân máy, phễu úp bình nước, đèn báo hiển thị chế độ nước nóng lạnh, khay chứa nước thải, ống thoát nước, công tắc nguồn, công tắc bật nước nóng lạnh, vòi nước, khóa an toàn. Các bước sử dụng cây nước nóng lạnh Fujie VKD1500 UKR. Bước 1, các bạn đặt cây nước vào vị trí sử dụng cách tường khoảng từ 10 đến 20cm, ở nơi bằng phẳng thô ráo. Tuyệt đối không đặt máy trên xốp hoặc các vật liệu dễ cháy. Các bạn đặt nhẹ nhàng bình nước lên phần trên cùng của máy, nước sẽ tự động được chảy vào bầu chứa. Lưu ý khi thực hiện bước này, các bạn chưa được cắm điện. Bước 2, đối với lần sử dụng đầu tiên, các bạn nên xả bỏ từ 1 đến 2 lít nước ở cả hai vòi. Bước 3, để bắt đầu sử dụng máy, các bạn tiến hành cắm nguồn và bật công tắc nóng lạnh. Lưu ý khi lấy nước ở vòi nóng, các bạn cần thực hiện cả hai thao tác là gạt vòi nước và nhấn khóa an toàn. Khi nước nóng và nước lạnh đạt đến nhiệt độ yêu cầu thì máy sẽ ngừng hoạt động. Khi nhiệt độ chưa đạt, máy tiếp tục hoạt động. Trong quá trình sử dụng, các bạn thường xuyên kiểm tra khay chứa nước. Nếu khay đã đầy nước thì tháo ra, đổ bỏ và lắp về vị trí cũ. Lưu ý không sử dụng các hóa chất tẩy rửa và xịt vòi trực tiếp vào máy. Sau khi vận chuyển, cần để cây nước tĩnh trong 1 giờ mới được sử dụng. Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn xong cách sử dụng cây nước nóng lạnh Fujie sao cho đúng cách và hiệu quả nhất. Chúc các bạn thành công!